được mang tên Ánh Sáng Phù Du. Mời quý vị cùng nghe. Anh Thành ơi, mấy anh ơi, nhậu nghe, mấy anh chị nhậu vui nghe. Em về em thăm bà xã em, nhớ dữ lắm rồi. Qua đây không có gặp, để em về nghe. Em đi suốt đêm rồi. Em về nghe. Anh Thành. Em lại say nữa rồi. Cái gì? Nhậu không lẽ không sai? Mà con biết vì sao tôi sai không? Bởi vì tôi không được say đắm mà. Anh Thành, anh định làm khổ em đến bao giờ nữa anh Thành? Cứ anh Thành hoài. Cô yêu nó lắm phải không? Cô yêu nó lắm phải không? Tôi yêu đó. Vì tôi đã yêu, yêu cuộc trong say mê. Ơi, giọng nói như ru như đưa tôi vào mộng, cứ đắm chìm trong cõi u mê. Lão thân như con thiêu thân khờ dại, để khi tỉnh ra ngỡ ngàng cay đắng. Lừa dối nhau, lừa chính bản thân mình. Anh Thành, anh nói gì là gì? Quên đi. Tôi giết cô bây giờ, cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Ở với thằng này mà cứ nhắc thằng kia. Anh Thành ơi, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Em đang khao khát tới giờ, hay anh đã quên rồi thuở từng ăn xin? Cô nè, cô nói ai ăn xin? Anh Thành, không phải hả? Anh đánh em mà. À, mà anh Thành đây. Anh xin lỗi em. Lan ơi, tôi xin quỳ xuống đây. Quỳ xuống đây xin em cứ thẳng tay mà trừng phạt. Chỉ vì một chút ghét hờn nông nổi mà bàn tay này đã xúc phạm tôi. Lan, Lan ơi, tôi là một thằng ngu nhận nhầm với duyên. Nhưng khi vở kịch trớ trêu chưa hạ màn kết thúc mà sắp đuối sức khang ơi, trời ơi, tôi muốn tháo cởi si mê tìm đường lần trốn để không còn ai nhắc đến tên mình. Trời ơi, chính tôi đã khai tử tôi rồi. Anh Thành, anh tỉnh hay say mà nói lời lạ lùng, nghe như có điều gì vô ẩn đang chất chứa trong lòng anh. Phải, tôi tỉnh thì say, còn lúc say thì tôi hóa ra tỉnh. Trời ơi, có hạnh phúc gì đâu. Một tình yêu được tạo bằng gian dối, thể xác cận kề nhau mà xa cách tâm hồn. Xe đúng. Anh nói gì nghĩa là sao? Cô hãy nghe cho kỹ đây. Tôi không phải là hạnh của cô. Anh không phải là hạnh của tôi. Tôi là ai? Tôi là ai cần gì cô tìm hiểu? Nhưng xin cô hãy nhớ kỹ giùm, tôi không phải là hạnh của cô. Phải, việc bỡn dối trá như vậy là đủ lắm rồi. Tôi không còn đủ can đảm đóng tiếp giai tuồng của thằng chú thuê thân xa. Và tôi cũng không thể yêu cô mà chỉ say mê cô qua nhan sắc ở bên ngoài. Cô đáng thương hay đáng ghét? Cô là nạn nhân hay là thảm họa của đời tôi? Hết rồi,
đừng hành hạ tôi chi nữa, hãy để cho tôi gọi đúng tên mình bằng hai tiếng An ơi. Anh Hạnh, anh Hạnh ơi, anh đang ở đâu? Kìa, anh Hạnh. Là anh Hạnh. Xin chúc em những ngày hạnh phúc tốt đẹp. Anh đừng mặc cảm bỏ đi mà làm khổ thân ai chúng mình chi nữa. Em phản bội tình chúng anh chiều buồn lắng lẽ chớ đôi sao anh còn đòi quý bỏ một. Anh không tàn phế, em sợ anh buồn nên giả vờ tình thôi. Rồi lòng anh đua theo năm tháng dần trôi. Hạnh ơi, em yêu anh yêu tâm chân tình cao quý. Người ta mượn bóng hình anh để lừa dối em, trong khi em chưa nhìn thấy lại cuộc đời. Tại sao anh lại im lặng? Hay anh nghĩ rằng em là một kẻ chống tình phản bội? Không, em vẫn là Lan quanh như thua ngày nào. Lan, em không có lỗi, mà người có lỗi chính là anh. Điều anh không mặc cảm bỏ đi, không tự ti đưa mình vào bẫy, thì hai đứa mình đâu phải cách xa nhau. Hôm nay mình gặp lại nhau, có chậm lắm không hả Lan? Anh Hạnh, anh còn nhớ không ngày xưa hay thường nói gỡ, nếu như mà anh tàn phế cả hai chân thì em vẫn yêu anh cho đến trọn đời. Về với anh rồi phải không em? Mình về đi, đi em, đi về nhà anh Thanh sống. Dạ, luôn em. Về anh Thanh nuôi chứ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.